hái rau cải muối chưa? Anh nói đi, những sợi tóc này là của ai mà lại suốt ngày vương lên áo của anh thế? Thật sự là anh cũng không biết những sợi tóc này từ đâu mà có. Rõ ràng chỉ có em là người duy nhất dựa vào vai anh thôi mà. Chỉ có tôi dựa vào vai anh ư? Anh cũng biết là từ xưa đến giờ tôi luôn luôn để tóc ngắn, có bao giờ để tóc dài như thế này đâu. Giờ thì tôi thật sự hết kiên nhẫn với anh rồi đấy. Anh đã làm gì lén lút sau lưng tôi đúng không? Anh... Con ơi, làm sao mà lại uống say đến nỗi này hả con? Mẹ cứ mặc kệ con. Sao mẹ dậy sớm thế? Trời mùa đông mà mẹ lại hái sớm vậy thì buốt hết tay, sương xuống nhiều lắm. Con tỉnh rồi đấy hả? Thì mẹ phải hái sớm mới kịp ra chợ chứ. Lần sau con đừng có uống say quá như thế nhé. Mẹ nấu cháo rồi đó, con vào ăn đi cho lại sức. À này, mẹ bảo, hôm qua mẹ đi chợ thấy có cái áo đẹp quá, mẹ mua để con tặng cho cái Lan. Mẹ để ngay trên giường đó, con xem có đẹp không nhé. Cháu chào bác ạ. Sao bác hái rau sớm quá thế này? Sương xuống nhiều, độc hại lắm bác ơi. Bác làm quen rồi mà. Này, hôm qua hai đứa giận nhau đấy hả? Bác thấy nó uống say lắm. Vào nhà đi, nó đang ở trong nhà đấy con. Hôm qua, chúng cháu có chút hiểu lầm bác ạ. Là tại cháu cả. Nên hôm nay, cháu mới tới đây sớm này bác. Khổ thân, lạnh thế này mà cháu qua rõ sớm. Chắc là chưa kịp ăn sáng đâu đúng không? Bác nấu nồi cháo nóng ở trên bếp đấy, vào lấy ăn cho ấm bụng nhé, đừng có ngại. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Thực sự anh không cần phải nói gì đâu, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Em tin anh không phải là một người như vậy. Đừng, em đừng vội hiểu lầm, áo này mẹ mua tặng em đấy. Thật thế sao anh? Hoàng ơi, lấy cháo lên hai đứa ăn đi cho nóng nhé. Không phải chờ mẹ đâu, lát mẹ vào ăn sao? Vâng ạ. Cháo mẹ nấu ngon quá anh nhỉ. Em ăn tới đâu thấy ấm bụng tới đó. Yên tâm, sau này làm con dâu của mẹ thì em tha hồ mà ăn nhé. Sao vậy em? Có sợi tóc trong cháo à em? Chắc khi mẹ nấu lỡ để rơi vào. Để anh lấy cái bát khác cho em. Dạ không cần đâu anh à. Hoàng ơi, ra đỡ hộ mẹ cái này. Nhanh lên nhé. Vâng ạ. Đợi anh tí nha. Ủa, sao con Lan nó vừa đến đã về vậy con? Hai đứa đã ăn cháo chưa? Con cũng không biết nữa mẹ ơi. Cô ấy vừa mới đây mà, vừa ăn cháo cùng con xong. Lúc nãy Lan ăn cháo thấy sợi tóc trong cháo. Có khi nào... Chắc không phải vì sợi tóc mà con bé bỏ về đâu con. Chả hiểu sao càng ngày mẹ càng hay bất cẩn vậy á. Cháu về rồi đây ạ. Cứ tưởng cháu có gì phật lòng mà đi về chứ. Ôi, đâu có ạ. Cháu ăn cháo xong rồi. Nhân lúc đợi anh với bác làm việc ngoài vườn, cháu đã đi dạo được một vòng ngoài chợ rồi đấy bác ạ. Chợ buổi sáng không khí nhộn nhịp quá. Vậy mà anh cứ tưởng em lại giận anh nữa chứ. Bác ơi, cháu có cái này tặng bác. Bác xem này. Chiếc cặp tóc đẹp quá. Cảm ơn cháu. Bác ơi, ăn bát cháo bác nấu, có sợi tóc, cháu mới hiểu ra rằng những sợi tóc mà cháu thấy trên áo của anh Hoàng chính là tóc của bác. Cháu đã hiểu lầm anh ấy. Phụ nữ bước vào tuổi trung niên chịu nhiều sương gió nên tóc thường rụng nhiều. Có đúng vậy không hả, bác sĩ Hoàng? Mẹ ơi, nhờ có Lan mà con thấy bấy lâu con vô tâm quá. Mái tóc mẹ vì con mà chịu bao sương gió. Vậy mà con vẫn luôn làm mẹ phải lo lắng. Bây giờ thì mẹ thấy con trai của mẹ lớn thật rồi đây. Bác ơi, bác xem con mặc áo bác tặng đẹp chưa này. Đẹp quá. Thật may là bác chọn vừa với con.
trông em cứ như công chúa vậy. Con cảm ơn bác nhiều, nhưng đẹp nhất vẫn là mái tóc pha sương của bác đấy ạ. À. Quét rác. Sao nhiều người vô ý thức thế chứ? Xả rác bừa bãi ra đường, rác ngay đó, không vứt nổi cái chai vào trong, còn vứt ngay phía dưới. Cậu nhặt mẫu thuốc lá lên. Đường phố này là của ông hả? Không phải của tôi. Tôi vừa quét dọn nó sạch sẽ. Người tự trọng không bao giờ xả rác bừa bãi. Tôi yêu cầu cậu nhặt nó lên. Không nhặt thì sao? Cậu đừng có hỗn. Không thích gây chuyện với tôi à? Cậu là đồ thiếu văn hóa. Mới là đồ rỗi hơi, đồ điên khùng. Má à, dám chửi tôi à? Ôi, chuyện nhỏ, chả có gì, bỏ qua đi. Không đấy. Thôi bác bỏ qua đi. Nay là cái ngày gì thế không biết. Đến thuốc lá cũng hết thế này. Sao thấy tôi vứt rác bừa bãi mà thầy không la mắng? Tôi vừa đụng độ với một bác ở khu phố trên. Khi thấy tôi xả đầu mẫu thuốc lá ra đường thì bác ấy đã rất tức giận. Tại sao thầy lại cư xử khác với bác ở phố trên ạ? Người đàn ông đó là một công dân tốt do làm tròn bổn phận của mình, cho nên thường thẳng thắn nói lên cái sai của người khác. Tuy nhiên, cách hành xử giữa một người thường và một người xuất gia có khác nhau. Người xuất gia không nói về cái lỗi của kẻ khác, mà kham nhẫn để kẻ phạm lỗi giác ngộ mà tu sửa. Lối hành xử đó không cái nào hơn cái nào. Vạn pháp đều bình đẳng, chỉ tùy duyên ứng xử mà thôi. Đầu óc con người muốn thanh tịnh, sạch sẽ, cũng phải đổ rác. Đổ bớt rác rưởi trong đầu óc. Những ý nghĩ bất tịnh, tương tranh, thù hận, đố kỵ, tỳ kỵ hiềm, những tư tưởng loại trừ, kỳ thị, ghét bỏ đều là rác rưởi. Lại là cậu à? Chuyện gì nữa đây? À, không phải. Cháu đến đây để xin lỗi việc đã xả rác bừa bãi ngày hôm nay và cả việc đã hỗn láo với người lớn tuổi. Cháu đã học được một bài học. Thay vì xả rác xuống đường hoặc nơi công cộng thì nên xả bớt rác trong tâm mình, bác ạ. Đừng từ bỏ niềm tin vào cuộc sống. Nội, nội ơi, con đã về rồi này. Mai, con đã về rồi đấy à? Dạ vâng, nội ạ. Ra sân giếng rửa mặt cho đỡ mệt mỏi đi con. Vâng ạ. Con có chuyện gì phải không? Dạ, không có chuyện gì đâu nội à. Con đứng lên, ra đây ngồi với nội. Con đừng giấu nội nữa. Con hãy kể nội nghe xem có chuyện gì nào. Trước đây, chỉ thứ bảy, chủ nhật con mới về. Sao hôm nay mới có thứ ba mà con đã về rồi? Đúng là chẳng có chuyện gì có thể giấu nội được.
Thực ra thì con bị mất việc nội à. Sao lại bị mất việc hả con? Lỗi là do ông trưởng phòng của chúng con. Nhưng ông ấy không chịu nhận lỗi mà lại tìm một người thế thân cho ông ấy. Và con là người không may mắn đó. Con thấy buồn lắm nội à. Con mất bao nhiêu thời gian và công sức để có được công việc này. Một tuần qua con đã rải đơn xin việc ở rất nhiều công ty, nhưng không có hồi âm gì. Đã có lúc con muốn tự bỏ tất cả, cả cuộc sống này nữa. Nhưng con lại nhớ tới nội, vậy nên con quyết định về quê thăm nội. Con phải làm gì đây hả nội? Giờ con phải tìm lại được niềm tin trong cuộc sống. Con phải làm cho bản thân mình thấy yêu đời hơn. Con thấy thất vọng lắm nội à. Con hết niềm tin vào cuộc sống này rồi. Con sẽ không bao giờ tìm được công việc tốt như vậy nữa. Con có nhìn thấy đám dương sĩ và cây tre kia không? Đó là cây tre mà nội đã trồng phải không ạ? Đúng vậy, con biết không? Khi nội gieo hạt dương sĩ và trồng cây tre, nội đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ngày ngày nội tưới nước đầy đủ cho chúng. Cây dương sĩ lớn rất nhanh trên mặt đất. Màu xanh của nó chẳng mấy mà phủ kín cả một vùng. Thế còn cây tre kia thì sao hả nội? Mặc dù đám dương sĩ đó đã phủ kín một vùng, còn cây tre thì chẳng thấy có dấu hiệu gì phát triển cả. Nhưng nội không từ bỏ, nội vẫn tưới nước đều cho chúng. Nhưng một năm sau, cây tre vẫn vậy. Chắc hẳn nội sẽ bỏ và lãng quên cây tre đó phải không nội? Không, nội không từ bỏ nó. Vì nội tin rằng sẽ có một ngày nào đó cây tre đó sẽ mọc lên. Và cây tre đã mọc lên cao hả nội? Đúng vậy, nhưng phải khá lâu sau, một mầm xanh mới đâm lên khỏi mặt đất. Lúc đó, so với đám dương sĩ xung quanh, nó quá nhỏ bé và chẳng có chút ấn tượng nào cả. 6 tháng thôi, cây tre đã cao gần 10 mét. Thật sao hả nội? Đúng vậy đó con. Cây tre đã mất nhiều năm tháng để phát triển bộ rễ. Rễ của nó rất khỏe mạnh, có thể cung cấp cho nó tất cả những gì cần thiết để sống và vươn lên. Còn có biết là con cũng như cây tre đó mà thôi. Tất cả thời gian mà con phải vật lộn để sống ấy là lúc con xây dựng và hoàn thiện gốc rễ của mình. Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Cơ hội của con sẽ đến thôi. Liệu con có thể vươn cao như cây tre đó được không? Sao lại không hả con? Có rễ, có cội, có niềm tin, tất cả sẽ vươn cao thôi. Con cảm ơn nội đã tiếp thêm niềm tin cho con vào cuộc sống này. Con hứa con sẽ không từ bỏ. Con sẽ cố gắng tìm thêm cơ hội để vươn cao mình hơn. Chân nhân bất lộ tướng. Loa loa loa, loa loa loa, làng trên xóm dưới lẳng lặng mà nghe. Nhà vua ban truyền mở hội chọi gà, vào năm Kỷ Dậu gà nào về nhất ban thưởng thật to. Loa 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 loa. Dạ bẩm hoàng thượng, đây là 3 chú gà chọi hay nhất đã được tuyển từ những vòng thi làng xã. Nhìn qua tướng mã thì thấy toàn gà hay. Dạ đúng, thưa hoàng thượng, gà khác thế nào tiểu dân không rõ, nhưng con chiến thần của tiểu dân có thể nói đứng nhất nhì thiên hạ về độ dũng mãnh, kính xin người xem ạ. Gà này ánh mắt và tiếng kêu dũng mãnh, nhìn thấy gà khác là muốn lao vào chọi ngay. Gà của tiểu dân đã rất nóng lòng muốn đấu, xin hoàng thượng cho đấu trước. Được, được, ai muốn đấu với gà này? Gà ấy tuy hung hăng nhưng chắc gì đã thiện chiến. Xin hoàng thượng xem con kê của tiểu dân. Gà này tướng mạo phi phàm, nhanh nhẹn hoạt bát, chắc chắn bách chiến bách thắng. Nó cũng đang hăng đấu, xin cho đấu với con chiến thần thưa hoàng thượng. Được, được, cho đấu. Kim kê cố lên, chiến thần bách chiến bách thắng. Cố lên, cố lên. Kim kê cố lên, chiến thần bách chiến bách thắng. Cố lên, cố lên.
Cố lên, cố lên. Hoan hô, hay cho con chiến thần, đúng là bách chiến bách thắng. Dạ thưa hoàng thượng, tiểu dân đâu có nói sai. Bẩm hoàng thượng, vẫn còn một gà chưa ra sới. Nào, gà số 3 có đấu hay không? Dạ thưa, có đấu. Đấu ư? Nhìn con gà này chẳng có vẻ gì là muốn đấu cả. Chắc nhìn thấy chiến thần đã sợ rụt cổ lại rồi. Hay ông nhận thua đi để bảo toàn tính mạng cho nó. Ta thấy chủ gà chiến thần nói cũng phải. Con gà của ngươi nãy giờ nhìn gà khác đấu mà bất động như gà cổ. Không hiếu chiến thì làm sao gọi là gà chọi? Dạ thưa hoàng thượng, nó đích thị là gà chọi đấy ạ. Vậy thì đấu. Ông thật không biết lượng sức mình. Hả? Cú đá chí mạng như thế mà gà kia không nhúc nhích sao? Hả? Hả? Không thể tin nổi, con gà trông tựa như gà gỗ mà thật đủ các ngón hay. Dạ thưa hoàng thượng, gà cũng như người, phàm là những bậc chuyên tu, học hành uyên bác, võ nghệ cao cường đều rất điềm tĩnh, tự tại, không cần thể hiện mình bằng vẻ bề ngoài, càng không cần thiên hạ nhận ra mà ngưỡng mộ. Chân nhân bất lộ tướng mà, thưa bệ hạ. Chiếc đồng hồ của ba. Dậy, dậy nào cô tí, đến giờ phải đi học rồi. Còn sớm mà. Ba cho con nằm thêm mấy phút nữa đi ba. Không còn sớm đâu con, 7 giờ rồi. Không nhanh là con sẽ muộn học đó. Hả, đã 7 giờ rồi ư? Đồng hồ của con mới 7 giờ kém 5 mà. Ồ, thế thì chắc đồng hồ của con sai kim rồi. Nhìn đồng hồ của ba này. Nào, dậy thôi con. Ôi, vậy là đồng hồ của con sai ạ? Trời ơi. Thế nào, hôm nay cô tí đi học có gì vui không? Dạ, nhiều cái vui lắm mẹ. Mà nhờ ba gọi nên con đến sớm nhất lớp, được cô giáo tuyên dương đấy ạ. Còn mấy bạn đi muộn thì bị cô phạt đứng ngoài hành lang. Ừ, cô tí cứ phát huy đi học sớm như thế nhé. Mà con nhớ chỉnh đồng hồ lại theo đồng hồ của ba cho đúng giờ con ạ. Dạ, vâng ạ. Giờ thì đồng hồ của con chạy đúng rồi ba nhỉ? Ừ, đúng rồi con ạ. Con chào mẹ, con đi học về rồi ạ. Ồ, con đi học về rồi đó hả? Mẹ ơi, nhà mình có việc gì mà bày cổ lớn vậy ạ? Ừ, chuyện vui con ạ. Con biết không, sau một thời gian dài phấn đấu, ba đã được thăng lên chức giám đốc đấy. Thật hả mẹ? Ba giỏi quá mẹ nhỉ? Tất nhiên rồi. Từ trước đến giờ, ba con vốn là người rất năng động, tháo vát, lại luôn nghiêm túc trong công việc, nên được mọi người rất quý mến và coi trọng. Con mau vào trong chúc mừng ba đi con. Dạ. Ba ơi, ba ơi. À, con trai của ba đã về đấy ạ. Ba được lên làm giám đốc hả ba? Thích ghê. Ừ, con trai ạ. Ơ, sao ba lại chỉnh lại đồng hồ thế? Xem này, nó chạy chậm hơn đồng hồ của con 10 phút rồi. Thế thì con cũng phải chỉnh lại theo ba cho đúng giờ ba nhỉ? Ồ, không, không cần đâu con ạ. Con cứ giữ nguyên như thế đi. Ơ, sao lại thế? Phải đúng giờ chứ ba. Thực ra, cả hai chiếc đồng hồ của ba và của con chẳng chiếc nào đúng giờ đâu con ạ. Từ hồi đi học đến giờ, ba đã có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh 5 phút. Đồng hồ của con cũng đang chạy nhanh 5 phút đấy. Ơ, sao lại phải để đồng hồ chạy nhanh 5 phút hả ba? Vì chúng ta cần phải luôn tôn trọng giờ giấc, đừng để ai phải khó chịu vì mình chậm trễ con ạ. Con thấy đấy, vặn sớm hơn 5 phút, con luôn luôn được cô giáo tuyên dương, không bị phạt đứng hành lang, chẳng ai phải chờ đợi con bao giờ. Đó chẳng phải là điều tốt sao? Ồ,
Thì ra là như vậy. Nhưng mà sao bây giờ ba lại chỉnh đồng hồ chậm hơn con? Vì bây giờ ba đã thành giám đốc, phải quản lý rất nhiều nhân viên cấp dưới, nên ba vặn đồng hồ chậm đi 5 phút con ạ. Đối với bản thân mình thì phải rèn luyện thật nghiêm khắc để phát triển. Nhưng đối với người khác thì chúng ta nên độ lượng và bao dung. Họ có muộn một tí thì vẫn đúng với đồng hồ của ba. Có như vậy thì mọi người mới hòa đồng và thoải mái làm việc với nhau con ạ. Ồ, chiếc đồng hồ của ba đúng là một chiếc đồng hồ đặc biệt ba ạ. Chiếc đồng hồ của sự tôn trọng giờ giấc, chiếc đồng hồ của sự bao dung ba ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.